có ai quen quen vậy ta? Ủa Khanh, Khanh. Ủa gì? Đi đâu đây? Đi đâu vậy? Em đi công chuyện. Khỏe không? Khỏe. Trời ơi, càng ngày bữa tết này tính đi múa lân hả Lòng Địa hả? Trời ơi, tao mập từ đó giờ mà. Sao vậy, càng ngày càng mập vậy? Ê, vô đây nói chuyện một xíu thôi. Gì vậy, tự nhiên làm mặt căng thẳng vậy? Vô đây nói chuyện một xíu. Trời ơi, khỏe không? Anh khỏe không vậy? Khỏe sao không khỏe? Ủa đi đâu rồi? Đi đâu rồi? À, đi giao bánh. Đi giao bánh hả? Ừ. Giao bánh gì lá tùm lum la giống như đi chợ vậy. À thì cũng đúng, là có nghĩa là em vừa đi giao bánh nè, xong rồi em đi chợ, xong rồi mua mấy cái này nè, cái này là lá dứa. Trời ơi, xong rồi về làm lại, hiểu không? Bánh này là do em tự làm luôn. Ủa tự làm luôn à? Đúng rồi. À, uống gì không? Uống gì? Cà phê. Cho ly cà phê chủ quán ơi. Sao bữa giờ khỏe không? Khỏe. Xô thì cũng lai rai. Ê bánh gì à, cho tôi coi coi. À này hả? Bánh bột linh. Nha. Ồ cái này ngon lắm đó. Cái này xưa, ngày xưa anh đi học anh có ăn không? Mấy cái này nha, là hành biết sao con nít cũng khoái mà người lớn cũng khoái luôn. Ừ. Ôi ngon vậy? Ờ. Đi ăn thử. Ê, trời trả tiền nha. Thì bây giờ coi như còn hộp tôi mua luôn. Ừ. Rồi, cảm ơn em. Quán xinh quá. Trời đất ơi. Cái gì vậy ông? Lắc luôn. Ngon lắm á. Ê ngon quá à. Tất nhiên. Ê nói nghe nè. Gì? Cái này á là dễ làm không vậy? Dễ làm. Phụ nữ cái nhà làm được không? Anh nhìn đi. Em là phụ gì? À, em là phụ nam, đúng không? Em còn làm được. Nghĩ sao phụ nữ làm không được? Nói chung cái này á chỉ cần là khéo tay, đúng không? Có kinh nghiệm nấu ăn. Thật ra dễ cũng không dễ mà khó cũng không có. Đó, làm cái gì phải bỏ cái tâm vô, anh hiểu không? Em gì? Tặng không lấy tiền, mệt quá à, tô màu à. Không phải, cái chuyện tặng, cái chuyện trả tiền hay không trả tiền không quan trọng. Gì? Giữ nha, chứ gì? Chuyện khác. Gì? Tính nhờ giảng xíu. Làm gì? Thì thấy ngon quá. Làm gì? Đừng nói theo tôi làm nha. Không phải, trời ơi, tôi đâu có khéo tay đâu mà làm. Vậy hả? Ừ, tính là tôi đang làm chương trình á. Hả? Cái chương trình gì mà ú sáng tạo vậy hả? Đúng rồi. Ê! Đừng nói mời em vô đó tham gia nha. Ừ, đi tham gia tôi đi. Ê, được không vậy? Tuyệt đỉnh tài gia. Hả? Có nghĩa là tôi thấy món này ngon ngon quá. Ừ. Tôi tính đem về chương trình tuyệt đỉnh tài gia đó, chia sẻ cho chị em phụ nữ. Rồi cuối tuần người ta rảnh á, cái người ta làm cho gia đình ăn. Là bây giờ anh muốn em về tham gia với chương trình của anh. Đúng rồi. Để chia sẻ cái cách làm bánh này cho chị em phụ nữ. Đúng rồi. Em không đồng ý. Ui kỳ vậy, sao tự nhiên không đồng ý? Ủa tại sao vậy? Tại sao phải là chia sẻ cho chị em phụ nữ? Phụ nam làm không được hả anh? Nếu vậy em không làm hả anh? Em sẽ về, nhưng với việc là em sẽ chia sẻ cho tất cả mọi người đều làm được cái món bánh này. Trời ơi, vậy thì hay quá trời luôn á. Vậy chịu đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà với một điều kiện. Điều kiện gì nữa? Chầu cà phê này, anh mời em. Trời ơi, tưởng chuyện gì? Chuyện nhỏ. Ok. Ngọc Hương xin chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Tuyệt đỉnh tề gia. Thưa quý vị, một tuần trôi qua thật nhanh. Giờ đây quý vị đang có những giây phút thư giãn bên những người thân yêu của mình. Ngọc Hương có một gợi ý cho quý vị, đó là chúng ta sẽ thêm những món ăn vặt để cả nhà của chúng ta vừa nhâm nhi vừa trò chuyện thì chắc chắn câu chuyện sẽ rơm rã hơn. Đối với nhiều người thì bánh phục linh hay có một cái tên thân thương và giản dị hơn là bánh in gõ, là một trong những món ăn vặt không thể thiếu với những chiếc bánh bé bé xinh xinh, rất phù hợp để chúng ta nhâm nhi bên những tách trà, chắc chắn câu chuyện sẽ rơm rã và thú vị hơn rất nhiều. Vậy bánh phục linh là bánh gì, làm có khó hay không, những nguyên liệu và công đoạn ra sao? Xin mời quý vị khán giả cùng theo dõi chương trình Tuyệt đỉnh tề gia trong ngày hôm nay để chúng ta có thể tự tay làm những chiếc bánh phục linh. Xin giới thiệu với chị Hương, đây là Khanh, bạn cùng trường với em và là diễn viên chung nghề với em. Khanh hôm nay sẽ đến chương trình Tuyệt đỉnh tài gia để giới thiệu với chị và quý vị khán giả, đó chính là món bánh phục linh. Chào Khanh. Dạ chào chị. Nghe Ú giới thiệu chung trường luôn. Dạ. Hai người bạn. Dạ. Nhưng mà hai người khác nhau quá. Dạ đúng rồi, tại vì trong trường nhiều khi hai đứa cũng cà khịa nhau rồi. Đâu có, đâu nói ý cà khịa đâu. Hả cái gì? Chị nói là em đẹp trai hơn anh. Nói vậy sao được?
Tại vì cái đẹp của tôi là một, ở một cái đẳng khác rồi. Nó không ai với tới được đâu. Rồi từ từ với tới, hai Út. À Khanh ơi, có lẽ là giờ đây em sẽ giới thiệu đôi nét về mình cho quý vị khán giả của chương trình Tuyệt Đỉnh Tài Gia được biết. Dạ, em chào chị Ngọc Hương. Em xin kính chào quý vị khán giả của chương trình Tuyệt Đỉnh Tài Gia. Hiện tại tôi là Trường Khanh, tôi là diễn viên tự do. Và bên cạnh đó thì tôi có kinh doanh online một số mặt hàng, cũng như là những món tôi có thể chế tạo ra được, cũng như là những món cũng như là tôi nhập từ bên nước ngoài về để hỗ trợ thêm cái kinh phí để tôi có có một chút xíu tài chính để nuôi dưỡng cái nghề chính của tôi, đó là nghề diễn viên. Dạ. Nghe Khanh giới thiệu thấy thương ha. Có lẽ là nhiều quý vị khán giả cũng sẽ có một sự đồng cảm, bởi vì hiện nay cái xu hướng mà chúng ta có một cái công việc ổn định, rồi chúng ta có thêm những cái nghề tay trái, tay phải, và đặc biệt là cái đam mê của mình. Và Ngọc Hương rất là thích cái ý đó là làm ra những cái món ăn ngon. Dạ. Để không những là phục vụ cho bản thân, cho gia đình, mà còn có thể chia sẻ trên các trang mạng xã hội để có thêm thu nhập nữa. Dạ. Mà ngày hôm nay Ú giới thiệu Khanh cho quý vị khán giả cũng như là Ngọc Hương về cái món là bánh phục linh. Vậy thì Khanh ơi, tại sao cái món này tên gọi là bánh phục linh? Bởi vì Ngọc Hương được biết cái tên bình dân bình thường hay gọi đó là bánh in gỗ, đúng không em? Dạ đúng rồi chị. Thật sự ra giờ nếu mà chị hỏi em á thì em cũng không biết tại sao. Tại vì anh đừng có cà khịa em. Nói chung là như thế này nè quý vị khán giả, nói chung là không biết từ khi nào, nhưng mà khi mà Khanh nhận thức được, Khanh biết được cái món bánh này thì Khanh biết được đó là bánh phục linh. Thật sự ra thì cũng có mấy khi em được nghe một cái tên khác nữa chị, đó là bánh bông dừa cạn. Thì cũng có nhiều người nói đây là cái bánh in gõ. Tại vì sao? Nó giống như những cái bánh in bỏ trong cái khuôn á, mình gõ gõ gõ, thế là người ta kêu là bánh in gõ đó. Nhưng mà theo em nghĩ xác suất 90% cái từ dân gian người ta gọi đúng đó là bánh phục linh. Nói chung mỗi vùng miền sẽ có một cái cách gọi cho một cái loại món ăn, một cái loại bánh nào đó. Nhưng mà Khanh ơi, dạ, để làm ra những cái chiếc bánh bé bé xinh xinh á, thì những cái yếu tố nào cần có của một người nội trợ đơn thuần trong nhà hả em? Ý là chị nói là nguyên liệu hay là giống... Không, chị nói là về kỹ năng. Ví dụ như một người bận rộn nè, rồi một người không khéo léo lắm thì có thể làm được những cái chiếc bánh xinh như vậy không? Như tôi nè, tôi vẫn làm được mà. Anh làm gì? Anh ăn giùm em phải không? Nói chung á là khi mà mình nấu ăn thì nó cũng giống như là nghệ thuật á quý vị khán giả. Nói chung là mình phải có cái lòng đam mê và cái sự tinh tế, chỉnh chu đó, và đặc biệt đó là một cái tâm, thì tất nhiên mình sẽ làm ra một sản phẩm rất là ngon. Thật ra thì hiện nay cái xu hướng á, mà chúng ta chăm sóc gia đình bằng những cái món ăn, bằng cái sự tinh tế của những người nội trợ trong gia đình đóng một vai trò quan trọng lắm. Có thể là món ăn không được đẹp, không được ngon, nhưng mà đầy đủ tình yêu thương, và quan trọng nhất là cái chiếc bánh phục linh mà giống như Khanh vừa giới thiệu cho quý vị khán giả đó. Thì Ngọc Hương thấy là nhìn cái hình dáng thì nhỏ nhỏ xinh xinh, đòi hỏi là chúng ta cũng tỉ mỉ khéo léo. Vậy thì làm có khó không Khanh? Sao ta? Phải nói là cũng không khó mà cũng không dễ. Giống như em á, thì em đã biết làm rồi, em rất là thích. Thì đối với em thấy nó rất là dễ dàng. Nhưng mà thí dụ như chị Ngọc Hương cũng như anh Ú ở đây làm, chắc em nghĩ là cũng phải 10 lần mới được á. Dám đâu. Có nghĩa tôi thấy giống như bỏ bột vô rồi xong rồi mình trộn trộn, rồi mà bỏ vô khuôn mình đập cái kích ra cái bánh. Dám đâu, có dịp em cho anh thử đi anh biết. Không cần có dịp, không cần có dịp. Bởi vì ngay sau đây xin mời Khanh sẽ cùng hướng dẫn cho Ngọc Hương, Ú Sáng Tạo cũng như tất cả quý vị khán giả cách thức để chúng ta có thể thực hiện những chiếc bánh phục linh chiêu đãi cho cả nhà. Khanh đã sẵn sàng chưa? Dạ, em sẵn sàng. Rồi, bây giờ xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng theo dõi chương trình. Quý vị khán giả thân mến, bánh phục linh nghe cái tên thôi đã tạo thiện cảm cho tất cả chúng ta rồi. Bây giờ hãy cùng xem nguyên liệu và cách thức thực hiện là như thế nào quý vị nhé. Khanh ơi, em có thể giới thiệu cho quý vị khán giả được biết là mình cần chuẩn bị những nguyên liệu gì không em? Dạ, nguyên liệu mà để mình thực hiện cái món này á, nó cũng rất là đơn giản, nó không có gì khó khăn cả. Đây, ví dụ như là mọi người thấy đây là bột năng, đây là nước cốt dừa, còn đây là đường cát, có một cái ống vani của em. Hết hồn, tưởng đâu anh lấy anh giấu rồi chứ. Trời ơi. Đó, và đây là lá dứa ha. Rồi cũng như một ít nước lọc, còn trái dừa khô này trang trí cho đẹp thôi chứ không xài tới. Ngoài ra có những cái đạo cụ như là chảo nè chị, nồi, bếp, rồi thao, cây rây, rồi giống như là kéo dao này kia thôi. Nói chung là cũng bệnh nghề nghiệp lắm ha, cái này người ta gọi là dụng cụ đó. Đúng rồi, đúng rồi. Với lại còn cái nữa giấu rồi đúng không? Cái gì? Thớt, chuẩn bị cho tôi đi. Đó. Ú này hay là hay có cái tật đó lắm. Vậy, lù đâu ra. Ha ha. Giấu. Nết gì kỳ cục. Đó, thì đây trước tiên á thì lá dứa.
Đây, à, áo quên nữa. Mọi người ơi, không thể thiếu được. Đó là hai cái khuôn. Đó, dễ thương chưa? Không? Đó, có những cái hình nhỏ nhỏ ở đây một chút xíu nữa nha. Là khi mà mình đập á, mình sẽ thấy hình con thú hay bông hoa này kia. Nè, đó, thấy chưa? Mình sẽ rửa và mình để khô nha. Cái này đã rửa rồi thì để khô để một chút đập. Đó. Bây giờ để ở đây đi. Rồi đóng vào bên đây. Không có lấy đâu, để đây đi. Sợ quá à, tấm thớt mà anh còn cấp được. Ghê quá à. Ú, làm gì mà mang tiếng dữ vậy Ú? Đúng em rồi. Có làm gì đâu. Lá dứa thì mình sẽ cắt nhỏ. Đó. Rồi bây giờ là mình bỏ vô máy xay sinh tố hả? Dạ đúng rồi. Dạ bỏ vô máy xay sinh tố ha. Có bỏ nước không Khanh? Dạ có. Dẹp giùm chị cái này luôn. Đây 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 đây, đưa đây. Nhớ lửa cầm giá vô cho em nha. Rồi rồi rồi. À, anh lấy cho em một cái dĩa đi. Rồi. Chút nữa xong em đập bánh luôn á. Rồi sai gì sai một lần đi. Thôi, nhớ đâu nói đó. Lười biết, thấy không? Đúng rồi, phải đi nhiều tập thể dục thể thao chứ. Dạ. Rồi bây giờ em sẽ làm tiếp theo ha. Đây là nước cốt dừa nè, nguyên chất, bây giờ em sẽ cho vô trước. Ừ. Nói chung là mình cũng sẽ có liều lượng á chị. Giống như là 1 kg bột thì thông thường mình sẽ cho khoảng được cái nước cốt dừa. Mình cứ ra mình nói người ta như vậy thôi thì người ta sẽ ép cho mình ha. Đó, nhìn thấy cái việc nó sánh lại á. Dạ. Rồi nhìn bằng mắt á, mình thấy nó rất là ngon và rất là tươi nữa. Đó, đường thì mình cũng sẽ bỏ vô ha. Em cho hết đường, nửa ký nước cốt dừa. Dạ. Rồi đường là khoảng nửa chén hả? Dạ, đường hồi nãy là gần một chén. Gần một chén. Dạ, dạ. Đây. Đó, kích thích vị giác của người ta, nước cốt lá dứa của mình. Đó. Hiếu tài dễ sợ thì bởi vậy người ta mới được mời tới đây. Hồi xưa đi học không đâu biết khéo dữ vậy. Trời ơi, khéo khéo cái anh dụ anh đang cấp nghề làm sao trời. Để chỉ cho quý vị khán giả của chương trình ha. Đúng rồi. Ủa, nấu nước cốt dừa với lá dứa với đường trước hả? Dạ, tại vì khi mà bánh xong á, là em làm xong là coi như em trộn vô hết là xong, mình có thể thưởng thức được. Ừ. Mình đưa trực tiếp vô người mình luôn, cho nên là cái này mình phải nấu chín. Nếu không nước cốt dừa mình để lâu nó sức là cũng như là cái đường ruột mình không tốt á chị. Rồi, đây là bây giờ đến cái phần bột đây. Ừ. Bột thì mình sẽ sử dụng, em sử dụng cái chảo bình thường thôi, hoặc là không dính cũng được. Ừ. Đó, thì chúng ta sẽ cho bột. Để em cầm lên cho mọi người thấy nha. Thì lá dứa mình sẽ chiêm đều vô. À. Đó, chiêm đều vô mọi chỗ. Thứ nhất là khi mình xào á, cái lá dứa này á, nó cũng sẽ cho ra một cái mùi thơm. Ừ. Vô bột của mình. Thứ hai á, là chị biết đây làm gì không? Chị đoán thử đi. Để trang trí. Không, đang xào mà sao trang trí được. Để ngon hơn. Nó có mùi thơm rồi. Hồi khó lắm, em biết mọi người không đoán được đâu. Tại vì... có bao giờ làm bánh đâu. Em hiểu rồi. Không, chị giống như từ xưa khi mà em còn ở dưới quê luôn á. Ừ. Là em đã xem chị coi như là những cái chương trình nấu ăn rồi. À, nấu ăn thôi, những cái món mặn thôi, chứ ít làm đồ ngọt. Nhưng mà chị cũng rất là kinh nghiệm. Thật ra thứ nhất á, là quý vị là thí dụ mình bỏ vô nó sẽ thơm. Thứ hai là khi mà cái lá dứa một chút nữa là khi mà nó giòn mà nó giòn kháo á, bóp nó nát là bột sẽ chín. À. Đó là một cái mẹo. Một cái mẹo hay quá. Đúng rồi. Vậy thì quý vị khán giả nhớ lưu ý là chúng ta bỏ một vài lá dứa tươi vào trong bột để chúng ta kiểm tra độ chín của bột quý vị nhé. Thì mình sẽ bỏ một ít vô vani qua đây trước. Ở trong cái đợt làm bánh này thì em sử dụng một ống. Bây giờ em sẽ bỏ một ít vô. Ít thôi. Khoảng gần một nửa cũng được. Đó. Còn cái này mình để đây. Một chút nữa mình xào bột chín á, mình cũng sẽ bỏ vô đây luôn. Này nó rất là thơm. Em có vừa được quyền vừa cái bếp vô đây không ta? Được. Được quyền. Đó. Anh đừng có vội mừng, em hỏi là có vấn đề đó. Anh hiểu không? Đây đây, phụ em đó rồi. Đó. Em sẽ cho vô đây. Còn giờ em sẽ để đây. Nhiệm vụ anh đứng ở đây, anh sẽ quậy giùm em cho nó nguội. Nói chung là quậy không cần nguội đâu, tại vì khi mình đổ vô luôn á, nó có nghĩa là nó sẽ cần ấm ấm nha mọi người, nhưng mà nó không được nóng quá. Khi nóng quá là giống như là khi mình làm bột năng có thể làm được cái dạng như mà mấy cái hạt lựu á chị. Gọi là lấy trùng lấy gì đó thì nó chín luôn thì sẽ không được. Cho nên mình anh quậy đi lát nguội là vừa. Đó. Okay. Còn bây giờ em bật cái bếp này lên em xào nha. Nè chị thấy không?
Bây giờ chị xào, chưa có gì hết đúng không? Ừ. Bột vẫn nằm im, ừ, lá dứa vẫn màu xanh, ừ, thì chúng ta cứ tiếp tục xào. Ủa nhưng mà chị thấy bột vậy là chín chưa? Nãy em có chỉ là cái lá dứa, cái mẹo gì đó. Đây đây, nó sắp chín rồi nè chị. Thứ nhất là mọi người sẽ bóp lá dứa nha. Thứ hai bây giờ em chỉ nha, mọi người nhìn kỹ nha nè, để mọi người thấy nha. Nè, đó thấy không? Cái bột nó có một, khi mà xứng vô một cái á, à, là nó có đó, chị thấy không? À, không? À, à. Đó, khi bột nãy em mới hỏi là mọi người thấy gì không để mọi người biết nha. Thì bây giờ nói chung là đến đây là bột chín rồi nè. Bóp thử cái lá dứa đi. À. À, à, hay quá ha. Hay quá. Đâu rồi, cái ống quên đi của em đâu rồi, anh đang cắt rồi. Nữa. Rồi bột chín rồi, giờ làm cái gì nữa? Rây bột. Ủa tại sao mình phải rây bột hả Khanh? Dạ, thứ nhất mình rây bột là để mình lấy là những cái lá dứa hay là những cái bị cặn cặn như này chị. À. Đó, đó chị thấy không? Mình làm gì mình. Tại vì á, bánh này rất là dễ làm, nhưng chị thấy đơn giản thôi đúng không? Nhưng mà có một vấn đề như vậy, khi ăn bánh á, chị làm sao? Chị ngậm một cái bánh, chị không cần nhai mà nó có thể tan trong miệng. Đó mới là đúng cái bánh này. Cái đặc trưng của bánh Phục Linh, tức là chúng ta ngậm trong miệng là tự tan. Đúng, chính không xác. Không có lợn cợn. Đúng, chính xác. Thì mới đạt yêu cầu. Đúng rồi. Trời ơi, nhìn lá dứa này thích quá cho vô, cứ cho lần lượt vô ha. Mà nhớ nha, chị cảm thấy nè, chị nhìn đi. Đó, cái lượng bột nó vừa ướt mà vừa đủ thôi. Một cái mẹo là mình thử nè. Bóp vô. À. Thấy không? Mình thấy chưa? Đó, như vậy đó, bắt đầu bây giờ ha. Mình để cái dao vào này. Cảm ơn anh nha, đã dọn dẹp hết cái bàn cho em. Thiệt là đáng thương. Đó, mình nên bóp mình trộn chút xíu nữa, nói chung là để cho nó thấm nó đều á chị. Đó, bây giờ nè, đến một cái điều rất là thú vị. Tan tan tan. Đây. Đó. Đó. Thấy chưa? Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi đập khuôn. Thì nói chung là khi cái bột này là chúng ta có thể dùng được rồi đó quý vị khán giả. Nhưng mà mình phải bỏ vô khuôn này thì mình đập nó mới ra được cái hình dáng đó. Đây, em sẽ làm cho mọi người xem ha. Đập khuôn cũng là một vấn đề nha chị. Em làm một lúc hai khuôn rồi em gõ cùng lúc nha. Thì khi mình nhận lên xong mình lấy con dao mình gạt qua một cái. Đó, đây. Mà thật ra làm bánh á, làm những cái giai đoạn đầu tiên á cũng dễ bị hư lắm đúng không Khanh? Dạ đúng, chính xác chị. Ôi vui quá à. Chị nhìn vậy chứ không phải vậy đâu, khó lắm. Đây, mọi người thấy không? Vui quá à. Mày ra dĩa đi, mày ra dĩa đi. Mày ra dĩa đi. Đó, đây nè, thấy thương chưa? Đây. Dễ thương quá. Mọi người có muốn biết cách bảo quản không? Có chứ, đang định hỏi Khanh là bánh mình làm như vậy không có chất bảo quản gì hết thì ăn được trong bao lâu? Theo cái cách bảo quản của em á, thật sự nha, chị có thể được 3-4 tháng luôn. Ồ, 3-4 tháng luôn hả? Dạ. Bỏ tủ lạnh? Dạ, đúng chính xác. Nhưng mà có nghĩa là mình bỏ ngăn đá. Còn nếu mà mình bỏ ngăn mát á, tại vì chị thấy em không hề bỏ cái gì hết. Nhưng mà khách của em mua về là để trong tủ lạnh mà có khi 1 tháng trời họ ăn. Họ nói là bánh tối qua mới ăn lại ngon quá. Nó cái gì? Trời ơi, 1 tháng rồi ăn thôi bỏ đi. Nhưng mà họ nói không sao, rất ngon. Đó, có nghĩa là tủ lạnh ngăn mát thì chị sẽ để là thêm được biết á, cái mức lúc đó là 1 tháng vẫn còn ăn được. Còn nếu như mà chị bỏ ngăn đá nữa cũng có thể được 3 tháng. Cho nói một câu được không? Sao? Nãy giờ nhìn thấy đơn giản quá. Đơn giản quá. Cái chuyện này tôi làm được hết. Được đúng không? Được. Rồi. Bây giờ tôi có một ý kiến. Sao? Tôi sẽ thách thức nữ MC còn lại của chương trình. Trời, cái gì vậy? Tự nhiên thách thức Ngọc Hương là sao? Đúng. Có nghĩa là có hai cái khay. Em sẽ giữ một cái khay, chị giữ một cái khay, đập một cái bếp. Khay nào còn nguyên bánh, người đó sẽ thắng. Đồng ý. Còn nguyên bánh và coi như số lượng ai nhiều thì thắng đúng không? Đúng rồi. Thật ra là mọi người phải trả tiền cho em á. Dạ. Tại vì giống như ngày xưa dưới quê em thấy có những chỗ làm gì nè, cái là chú con đưa chú 2.000 chú cho con đập con trái đi. Có đây dưới quê là có thật đó nha, em nói thật á. Rồi, chưa không? Đúng rồi. Rồi, bây giờ em sẽ gửi chị, em gửi anh. Rồi, em mời hai người. Rồi, chọn đúng tông màu luôn á. Rồi. Rồi, bước vô thách đấu nè, Ú. Từ từ đi, từng người. Bây giờ từng người đập nha. Ừ. Người ta nói lady first. Mời chị. Rồi, lady first form. Rồi. Đi. Hành lên chị. Một cái là nó uống. Được 5 cái này bể. Rồi khoan đây, anh đừng có hư đó. Rồi, cho anh ở giữa để anh làm.
Rồi, ưu đập nè. Ba cái chuyện này chuyện nhỏ. Cẩn thận cho chị, có gì chị em mình chạy nha. Hey. Hey. Giống thân đâm mãi giờ. Hey. 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 Nghĩ sao cái bánh em làm thấy không? Kỳ công biết bao nhiêu. Cái bánh người ta hay, người ta cái tầm nào anh ăn kìa. Thiệt luôn á, nhìn phủ phàng như cái bánh dễ sợ. Ăn bánh này anh phải biết cách ăn nha. Thật sợ. Tự nhiên tôi thấy tôi cắn vô cái phàm phu tục tử. Đúng rồi. Có nghĩa vậy nè, anh bỏ hết vô cũng được, hoặc là nửa cái cũng được không? Sao anh bỏ trong miệng anh á? Từ 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 kỹ lại nè. Bỏ vô. Ăn sao nè? Hả miệng ra. Đưa bánh vô. Ngậm lại. Không được nói chuyện nha, từ từ thôi. Ngậm. Đó, dạ, cảm nhận là nó sẽ tan từ từ ra không? Đúng không? Đó, bên cạnh đó bây giờ có thể anh góp một cái miếng trà vô. Đó, rất là ngon. Đúng không? Anh có công nhận là anh không cần nhai mà nó vẫn tan hết đúng không? À, không, thật sự đây là một món ăn rất là hay. Dạ. Mùi vị bánh rất là thơm, thơm, rất thơm, mùi lá dứa rất là mềm tan trong miệng, ngon quá trời. Béo làm sao? Như có dừa đúng không? Trời ơi, anh đứng làm với người ta vậy anh hỏi có dừa không? Nước cốt dừa nè. Rồi vị ngọt cũng vừa đủ đúng không? Quá hay. Đó. Nói chung là cảm ơn Khanh. Dạ. Đến chương trình Tuyệt Đỉnh Tài Gia để chia sẻ một món bánh rất là tao nhã, để chia sẻ cho tất cả các chị em phụ nữ trong gia đình. Và kể cả đàn ông trong gia đình. Chính xác là vậy. Như dịp này thì cũng chúc Khanh là mua may bán đắt. Rồi công việc sẽ thuận lợi hơn, đi diễn nhiều show hơn. Rồi sẽ nghĩ ra được nhiều món ăn hơn nữa. Cảm ơn anh. Cảm ơn chương trình đã mời em đến đây để chia sẻ cho mọi người biết là em có làm được cái món bánh này cũng như là em bán. Nếu em rất là sợ những cái gì mà sau này bị quên lãng, cho nên hôm nay em đến đây em rất là vui, thật sự vui lắm luôn á. Có nghĩa em chia sẻ thì hy vọng là qua cái chia sẻ của em, mọi người sẽ tiếp tục chế biến được cái món này, giữ gìn được nét văn hóa của chúng ta. Cảm ơn Khanh rất nhiều. Dạ, cảm ơn anh. Chúc Khanh sẽ thành công. Dạ. Quý vị khán giả thân mến, Ngọc Hương tin rằng những thiên thần nhỏ trong gia đình của quý vị khán giả sẽ là những người yêu thích bánh phục linh nhiều nhất. Bởi vì chiếc bánh bé bé xinh xinh, chúng ta hoàn toàn có thể thuận tiện trong việc ăn vặt hoặc là cho các bạn mang theo đến trường để ăn xế. Chúc cho quý vị sẽ thực hiện thành công với bánh phục linh. Đừng quên có những chia sẻ và đóng góp về cho chương trình Tuyệt Đỉnh Tề Gia để giúp cho chương trình phong phú hơn bằng cách là quý vị sẽ like và share fanpage và Facebook của Tuyệt Đỉnh Tề Gia quý vị nhé. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị khán giả trong chương trình Tuyệt Đỉnh Tề Gia được phát sóng vào lúc 15:50 mỗi chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Trời ơi, cái gì vậy em? Giao hàng để nhân viên chịu giao hàng được rồi. Trời ơi, em ở đây cũng bao nhiêu là việc rồi. Mà tại vì em nhớ chị quá, em muốn gặp chị. Rồi, cảm ơn khách hàng. Vậy được chưa? Chị về được chưa? Không. Thật sự hôm nay á, mời chị qua đây không phải là cái vụ party này, chỉ là một phần nhỏ thôi. Cái việc chính là em có việc muốn nhờ chị.